Xin chào tất cả bạn và các em, chúng ta tiếp tục sang cái phần chuyên đề bài tập Este và Lipis đề số 09. Vẫn là cái chuỗi mà thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em học khủng hơn ở phần Este nhá. Nhớ là chia sẻ này, comment này, cũng như là tag tất cả các bạn vào đây ủng hộ thầy nhá. Câu số 1 ạ. Đốt cháy hoàn toàn 15,4 gram Este đơn chức X. Este đơn chức X thì mình ký hiệu nó là CX HI O2, khối lượng là 15,4, đốt cháy này thì thu được số mol CO2 bằng 15,68 chia 2,4 bằng 0,7, số mol nước 12,6 chia 18 bằng cũng 0,7 nữa. Vậy mình nhìn thấy số mol nước bằng số mol CO2, vậy suy ra nó là este no đơn. Este no đơn, vậy công thức của nó sẽ là CnH2nO2. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng thì mình có 15,4 cộng với khối lượng của oxy thì bằng khối lượng của CO2 0,7 nhân 44 cộng khối lượng của nước là 12,6. Đến đây mình tìm được số mol của oxy, 0,7 nhân 44 cộng 12,6 trừ đi 15,4 bằng chia 32 bằng 0,875. Vậy tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình có 2 lần số mol Este cộng với 2 lần số mol O2 thì bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước. Vậy đến đây mình tìm được số mol Este bằng 2 nhân 0,7 cộng với 1 nhân 0,7 trừ đi 2 nhân 0,875 bằng chia 2 bằng 0,175. 0,175. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,7 chia N bằng 4. Vậy suy ra cháu nó là C4H8O2. C4H8O2, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C, câu 1 đáp án C. Câu 2, xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam CH3COOCH3, số mol là 7,4 chia 74 bằng 0,1 bằng dung dịch NaOH, số mol NaOH bằng 1 nhân 0,12 bằng 0,12. Sau phản ứng thu được chất rắn khan, vậy chất rắn khan chính là gồm CH3COONa với số mol tính ra thằng nhỏ hơn là 0,1 và NaOH dư 0,12 trừ 0,1 bằng 0,05. Thì đây chính là chất rắn. Và mình tìm được khối lượng của chất rắn, 0,1 nhân 82 cộng 0,05 nhân 40 bằng 10,2 gam. Ô, tại sao lại không có 10,2 nhỉ? Từ thì bị bấm nhầm đâu không? CH3 COOCH3 số mol là 0,1, số mol NaOH là bằng 0,12. À, chỗ này là dư 0,02 ạ. 0,02 ạ. Vậy chỗ này phải là 0,02 nhân 40 ạ. 9 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 3, xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X trong dịch NaOH dư, thu được glycerol này, natri oleat này, natri stearat và natri pangetat. Vậy suy ra x của chúng ta nó phải là C17H oleat là C17H33 này, COO này, CH2 này, stearat là C17H35 này, COO này, CH này, pangetat là C15 này, H31 này, COO này, CH2 này. Vậy phân tử khối bằng 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 cộng 14 cộng 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 13 cộng 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 cộng 14 bằng 860. C, 860. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu số 4. Câu số 4 ạ. Hiro hóa hoàn toàn M gam triglycerid X. Hiro hóa thì thu được M cộng 0,8 gam triglycerid NoI
Y. Anh này là M. Thì anh này là M cộng 0,8. Vậy mình tìm được số mol hydro bằng 0,4. Mol. Đốt cháy hoàn toàn M gam X thì cần dùng vừa đủ 15,5 mol oxy thu được CO2 H2O. H2O là 10,2 mol. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn M gam X trong dịch cao hắt dư đun nóng. X thủy phân trong cao hắt dư đun nóng thì thu được muối. Xác định giá trị của A. Thế ở đây chúng ta lưu ý là mình quy đổi thằng X nhá, quy đổi thằng X về là thằng HCO triglycerid mà, HCO tất cả 3 lần C3H5 CH2 và H2. Thì đặt cái anh HCO tất cả 3 lần C3H5 này là X mol. CH2 là Y mol. Thì H2 này, đây, phải cộng thêm 0,4 thì chỗ này nó sẽ âm 0,4 mol. Được chưa? Bây giờ thứ nhất mình đi bảo toàn hydro. Đúng không? Đầu tiên mình đi bảo toàn hydro. Thì mình có đây là 3 hydro cộng 5 là 8. 8x cộng 2y bằng 10,2 nhân với lại 2. 10,2 nhân với 2 là bằng 20,4. Thứ hai là phương trình cháy. Xem nào, anh HCO này cháy hết bao nhiêu oxy. À, thằng này tương ứng với lại C6. Phải nhẩm thôi, nhẩm hệ số oxy thôi. C6H8 O6, đúng không? C3 3 là 6 này. H này, 5 cộng 3 là 8 này. O này, 2 3 là 6. Đúng rồi, C6H8 O6. Vậy thì ở đây nó sẽ là 6 x 2 là 12, 12 cộng 4 là 16, 16 trừ 6 thì còn 10. 10 chia 2 bằng 5. 5x. 5x. CH2 thì phản ứng là 2 cộng với 1 là 3. 1,5 y. Thì bằng số mol oxy. Đây ạ. 15,5. À từ từ còn hydro nữa. Hydro này là ăn 1. Vậy là 1/2 cộng với lại 1/2 nhân với âm 0,4 thì bằng 15,5. Đấy, tí toàn. Tí toàn cái chỗ này. Vậy mình bấm máy tính giải hệ ạ. 8 bằng 2 bằng 20,4 bằng 5 bằng 1,5 bằng 15,5 cộng với 0,5 nhân 0,4 bằng. Ô. X ra âm ạ. Thầy bấm lỗi rồi. 8 này, 2 này. Nhân đây là thầy đang bảo toàn hydro thì nhân 2 lần 20,4 đúng rồi. 5x là hệ số oxy. 5x cộng 1,5y cộng với 0,5 nhân trừ 0,4. 0,5. Đúng rồi, chẳng sai đâu cả. 5x 1,5y này. 15,5 mà cộng với 0,4 nhân 0,5. Ơ. Thầy vẫn đang bấm máy tính sai ở đâu mà ra số mol âm kia em ạ. À. Chỗ này bảo toàn hydro quên chưa cộng hydro ở đây. Trừ đi 2 nhân 0,4 thì bằng 2 nhân 10,2. Đúng rồi. 8 này, 2 này. 20,4 này cộng với lại 0,8 này. Ơ. 8 này, 2 này. 8 này, 2 này. Trừ 2 nhân 0,4. Trừ 2 nhân 0,4 thì bằng 2 nhân 10,2 cộng 0,8 bằng. Đây ạ. X bằng 0,2. Y bằng 9,8. X bằng 0,2, Y bằng 9,8. Vậy 9,8 gấp 0,2 là bao nhiêu lần?
9,8, bây giờ mình phải xem 9,8 là gấp 0,2 bao nhiêu lần. À mà cũng chẳng cần. Đề bài hỏi chúng ta là tìm mà muối mà. Tác dụng cao phát dư muối mà. Vậy muối chúng ta sẽ gồm HCOOK 2 0,2 nhân 3 là bằng 0,6. CH2 là 9,8 giữ nguyên. Đúng không? Và hydro là trừ 0,4. Đấy, đây là khối lượng muối. 0,6 nhân bằng đơn 1 cộng 44 cộng 39 cộng 14 nhân 9,8 trừ 0,4 nhân 2 bằng 186,8 gam. 186,8 gam, đáp án đúng đáp án B, bỏ 186,8. Câu này khá hay nhỉ, em nhỉ. Rồi câu số 5 ạ. Câu số 5, câu khó nhất trong đề này. X là este đơn chức. X là este đơn chức. Y là este 2 chức. XY được mạch thở đốt cháy 17,1 gam hỗn hợp E thì cần dùng vừa đủ oxy. Số mol oxy là 19,6 chia 2,4 bằng 0,875. Đấy, mặt khác thủy phân hoàn toàn 17,1 E thì cần dùng NaOH 0,2 thu được hỗn hợp T 2 ancol no 1 muối duy nhất dẫn toàn bộ T qua bình đựng natri dư thì thấy M bình tăng 6,1. Phần trăm khối lượng của Y trong E càng đấy. Số mol NaOH bằng 0,2 thì mình sẽ suy ra được điều gì? Chẳng có điều gì, chẳng suy được điều gì. M bình tăng là 6,1. À, số mol NaOH là 0,2 thì tìm được số mol OH của ancol bằng 0,2, từ đó suy ra số mol của hydro sinh ra thì bằng 0,1. Mà M bình tăng thì chính bằng M ancol trừ M hydro. Vậy tìm được M của ancol bằng 6,1 cộng với lại 0,2 thì bằng 6,3. M ancol bằng 6,3. M ancol bằng 6,3. Thế bảo toàn khối lượng mình tìm được M muối. Mình có 17,1 cộng với 0,2 nhân 40 thì bằng 6,3 cộng M muối. Vậy tới đây mình tìm được M muối bằng 17,1 cộng 0,2 nhân 40 trừ đi 6,3 bằng 18,8. 18,8 gam. Một muối duy nhất, vậy thì số mol này nó sẽ bằng 0,2. Vậy mình tìm được phân tử khối của muối là bằng 18,8 chia 0,2 94 thì chính bằng R COO Na. Vậy từ đó mình tìm được R bằng 94 trừ đi 67 27. Vậy suy R nó là C2H3. R nó là C2H3. Ok chưa? Đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của Y trong E. Đây là E. Đốt E thì cần oxy. Thế bây giờ đốt E thì suy ra tạo thành CO2 và nước đi. Đặt thằng này là A, thằng này là B đi. Thì có phải mình có biểu thức thứ nhất là bảo toàn khối lượng không? Biểu thức thứ nhất là bảo toàn khối lượng. Biểu thức thứ hai là bảo toàn oxy, bởi vì là oxy trong E thì chính bằng 2 lần số mol NaOH là bằng 0,4. Biểu thức thứ nhất là bảo toàn khối lượng. Mình có 17,1 cộng với 0,875 nhân 32 thì bằng 44A cộng 18B
Phương trình thứ hai là bảo toàn nguyên tố oxy 0,4 cộng 2 nhân 0,875 thì bằng 2A cộng B. 44 bằng 18 bằng 17,1 cộng 0,875 nhân 32 bằng 2 bằng 1 bằng 0,4 cộng 2 nhân 0,875 bằng A bằng 0,8, B bằng 0,55. A bằng 0,8, B bằng 0,55. Vậy bây giờ mình đặt số mol của thằng X là X mol, số mol thằng Y là Y mol, thì các bạn mình sẽ có là X cộng 2Y bằng 0,2 không? Đúng không? X cộng 2Y bằng 0,2. Phương trình thứ hai, ST đơn chức có no không? Đều mạch hở rồi. Không nói no. Căng. Không cho no. À muối là CH3 rồi. Mà hai ăn côn no. Vậy thì bên trong thằng X này của chúng ta nó sẽ là đơn chức này, nhưng mà nó lại có một pi CC ở CH3 nữa, vậy nó phải là 2 pi. Y là ST2 chức, vậy là 2 pi cộng với lại hai ăn côn no rồi. Vậy cộng với 2 thì đây 4 pi. Thằng Y phải có 4 pi. Vậy mình sẽ có là NCO2 trừ N nước bằng NX là X cộng với lại 3 lần NI thì bằng NCO2 trừ N nước là 0,8 chứ 0,55. Và đến đây mình tìm được X và Y. Một bằng 2 bằng 0,2 bằng 1 bằng 3 bằng 0,8 trừ 0,55 bằng X bằng 0,1, Y bằng 0,05. X bằng 0,1, Y bằng 0,05. X bằng 0,1, Y bằng 0,05. Giờ tìm ăn côn. Hai ăn côn no. Khối lượng ăn côn bằng 6,3. À thế thì suy ra thằng ăn côn đơn chức của mình là R OH thì số mol là 0,1. Còn ăn côn hai chức là R2OH2 lần thì số mol là 0,15, 0,05. Đúng không? Thế thì mình sẽ có là M ăn côn bằng 6,3 thì mình sẽ có là 0,1 nhân với lại R1 cộng 17 cộng 0,05 nhân với lại R2 cộng 34 thì bằng 6,3. Vậy mình có 0,1 R1 cộng 0,05 R2 bằng 6,3 trừ đi 0,05 nhân 34 trừ đi 0,1 nhân 17 bằng 2,9. Vậy mình sẽ có cùng 2R1 cộng R2 thì bằng 2,9 chia 0,05 bằng 58. Vậy giờ mình lập bảng R1, R2. Nếu R1 bằng 0 thì R2 bằng 58 bỏ nhỉ. R1 bằng 0, R2 bằng 58 bỏ. Ăn côn làm gì bằng 0, ăn côn phải bằng 1. 1 ít nhất là 15. R1 là 15 thì R2 bằng 28 lấy luôn. 15 là CH3, 28 là CH4. Đúng không ạ? Vậy hai ăn côn của mình, một ăn côn là CH3OH. Một ăn côn là C2H4OH2 lần. Rồi, vậy suy ra thằng X ester đơn chức của mình nó sẽ là C2H3COOCH3. Còn ester2 chức của mình nó sẽ là C2H3COO tất cả hai lần C2H4.
Vậy phần trăm khối lượng của Y trong E 0,05 nhân mở ngoặc đơn này 27 cộng 44 nhân 2. 27 cộng 44 nhân 2 cộng 28 bằng chia 17,1 bằng nhân 100%. 49,7. 49,7 đáp án đúng đáp án A. Úi giời. Các bạn nhìn thấy câu này dài vật mặt không? Dã man không? Đấy. Rất kinh khủng với những câu lấy điểm 10 này. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi mà chữa bài tập này của thầy. Hy vọng rằng là những cái buổi chữa bài tập này có thể giúp đỡ cho các em cảm giác thầy môn hóa dễ dàng hơn. Và những bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp giải bài tập của thầy hay là cách tư duy dạy hóa thì hoàn toàn có thể là inbox cho thầy hoặc inbox cho fanpage để tìm hiểu về các khóa của thầy. Ok, bye bye. Chào tạm biệt tất cả bạn và các em. Hẹn gặp lại.